đạo diễn Trường Tương Tư vướng nghi vấn thiên vị Mỹ Nam đàn kiện thứ mặc dù bị trở mặt. Mới đây, đạo diễn Trường Tương Tư lần đầu có những chia sẻ xoay quanh đứa con tinh thần của mình. Netizen đặt nghi vấn, phải chăng ông đang có phần o bế cho Tương Liễu, đàn kiện thứ hay không? Không phải nữ chính Tiểu Yêu, Dương Tử, Tương Liễu, đàn kiện thứ mới là nhân vật được yêu thích nhất trong tiểu thuyết gốc Trường Tương Tư của Đồng Hoa. Bởi vậy, để chọn được người vào vai Tương Liễu mà lột tả được nhân vật không khiến fan nguyên tắc bất mãn là một vấn đề khá nan giải với nhà sản xuất. Mới đây, đạo diễn Tần Chăn đã hé lộ nguyên nhân chính khiến đàn kiện thứ được chọn cho vai Tương Liễu, đó là vì kỹ năng diễn xuất. Yêu Vương 9 đầu Tương Liễu, bá chủ vùng biển và phòng phong bội gánh trên vai trọng trách nặng nề của Nghĩa Quân là hai nhân vật hoàn toàn khác biệt, là một người khoác lên mình hai thân phận. Vai Tương Liễu yêu cầu diễn viên phải có năng lực kiểm soát được dạng nhân vật phức tạp. Những tác phẩm mà đàn kiện thứ tham gia trước đó như Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Quân Sư Liên Minh, Tam Quốc Cơ Mật, Kim Tịch Hà Tịch đều đã được đạo diễn Tần Chăn xem xét kỹ lưỡng. Nữ đạo diễn phát hiện, dù là dạng nhân vật nào cũng được đàn kiện thứ đắp nặn rất tốt. Không chỉ vậy, bản thân anh còn rất tinh tế nắm bắt những nét đặc sắc và tạo nên sức hút riêng cho nhân vật. Thể hiện được một Tương Liễu chân thật như trong tiểu thuyết là điều rất khó. Tuy nhiên, nhìn thấy sự yêu mến của khán giả dành cho nhân vật này cũng đủ hiểu đàn kiện thứ đã làm cực kỳ tốt. Vai diễn này cũng mang lại cho anh ấy thêm nhiều không gian để phát huy năng lực của mình, đạo diễn Trường Tương Tư khẳng định. Khi Trường Tương Tư lên sóng, đàn kiện thứ từng nhiều lần dựa vào kỹ năng diễn xuất nổi bật mà đưa bản thân anh lẫn nhân vật Tương Liễu lên hot search. Trong phần thảo luận về Tương Liễu, nhiều khán giả thừa nhận giá mà đàn kiện thứ không diễn tốt đến vậy, họ đã không phải đau lòng quá nhiều vì nhân vật này. Từ thời điểm lên sóng những tập đầu, Trường Tương Tư thu về hiệu ứng rất tích cực, xô đổ nhiều kỷ lục của màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, phim nhận tin vui lớn khi được đầu duyên xác nhận là phim ăn khách bạo khoản trong mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, hashtag liên quan đến bộ phim cũng chạm mốc 20 tỷ trên nền tảng. Ngày 17 tháng 8, nền tảng Douyin đăng bài xác nhận Trường cùng với sức nóng ngày một lớn của Trường Tương Tư. Ngoài Dương Tử, Đặng Vi và đàn kiện thứ chính là người được hưởng lợi nhiều nhất, lượng fan tăng vọt là vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất. Dân tình cũng rất mong chờ được chứng kiến cảnh các diễn viên tái ngộ trong một dự án bất kỳ nào đó ở tương lai gần. Ấy thế nhưng tham gia buổi phỏng vấn gần đây, Tương Liễu đàn kiện thứ lại thẳng thừng cho biết anh không muốn hợp tác với Đặng Vi. Biết được nguyên nhân phía sau, netizen không khỏi bật cười đồng thời cũng dành lời khen cho sự chăm chỉ, cố gắng của Đặng Vi. Cụ thể, đàn kiện thứ cho biết, cho dù xếp hạng của Trường Tương Tư cao đến đâu, tôi cũng không hợp tác với Đặng Vi nữa. Trong vài tháng làm việc chung với Đặng Vi, tôi thấy cậu ấy tập thoại mọi lúc mọi nơi, khi nghỉ ngơi, khi ăn, cũng tích cực thảo luận vai diễn với người khác, trong khi tôi chẳng có gì để làm. Tóm lại, chính là một anh chàng liều mạng, lần sau lại hợp tác trừ khi cậu ấy quản lý việc ăn uống, nếu không chắc tôi phải gầy đi 10 cân. Mặc dù chỉ là vai nam thứ trong phim, nhưng diễn xuất của đàn kiện thứ lại được đánh giá cao nhất trong dàn cast nam. Trước đó, còn có nguồn tin tiết lộ anh là người nhận mức thù lao cao thứ hai trong đoàn phim, chỉ sau Dương Tử. Hiện tại, phần 1 của Trường Tương Tư đã khép lại với cái kết bỏ lửng khiến khán giả đứng ngồi không yên. Nhiều người tò mò về diễn biến phần 2 của phim để được rõ theo kết cục của các nhân vật. Vừa qua, có nguồn tin cho biết phần 2 sẽ lên sóng vào tháng 12 tới hoặc chậm nhất là năm 2024. Tuy nhiên, phía ekip chưa lên tiếng xác nhận thông tin.